Hello, xin chào tất cả anh em ha. Và bên đây là chiếc Toyota Camry nha. Chiếc này máy 3.5, máy V6 đó các bạn. Thì đi khoảng 100.000 cây số nha, 10 vạn. Cái này mình ngồi ở trong xe đây, cảm giác là cái xe nó kêu cạch 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 bên phần máy đó các bạn. Cái này nó hơi ồn nên nghe không có rõ được. Để lát nữa mình ra hầm máy rồi mình sẽ quay cho các bạn nghe cái tiếng kêu bên phần máy nha. Tiếng máy nó gõ như thế này nha, nghe cạch 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 đây. Máy thì chưa đổ hơi nha các bạn. Ngồi trong xe rất là khó chịu nha, tại vì đi Camry mà nghe cái tiếng kêu này cũng ngại lắm các bạn. Bây giờ thì thấy hạ cái máy xuống nha các bạn. Hạ máy xuống thì mở ra như vậy nha. Mở nguyên luôn cả cái không mấy cái con bồ lon bắt ở đây nè. Mở ra rồi hạ xuống làm cho nó chống chảy nha. Nhìn cái máy nó to ghê luôn á. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra và làm cái ban này nha các bạn. Và cái máy thì mình đang rã ra và kiểm tra lại từ đầu nha các bạn. Kiểm tra xem nó bị lỗi bên bộ phận nào mà nó khi mà mình nổ máy nó nóng lên nó kêu cạch 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 nha. Ốc bù lon rồi siết các con tụt con không nha các bạn. Đây, mấy chân sabo hôm bữa mình kiểm tra thì có một con này nó bị tụt rồi nè. Siết nó không có chặt á. Nhiều khi cái sabo mà siết không chặt á, cái lúc mình nóng máy lên nó sẽ lòn nhớt ra, nó không có đủ nhớt lên cái con solenoid mở cam nha các bạn. Ốc bù lon rồi bắt lộn xộn hết nha. Đây mấy chân sabo đây. Sơn cam, mấy cái bệ đỡ cam. Rồi con tăng đưa nó chung là cũng thay mới hết rồi. Vậy là cái nắp của nó nhẹ hơn bên đây. Đây các bạn, mấy cái chân ron nắp của nắp đây. Nó cũng muốn rỉ nước hết rồi nha. Cái sơ mi đây. Sơ mi thì mình thấy ở đây nó có mấy cái đường mòn nè các bạn, thấy nó sáng hơn bình thường nha. Bít tông đây, bít tông với lại nòng sơ mi đây các bạn, mình thấy nó lẫm nhiều các bạn. Máy dưới nha, máy bên này thì nó khít nè. Có máy dưới đây các bạn. Cái máy thì mình đã rã ra rồi các bạn, rã ra để kiểm tra sơ qua một lượt rồi tiến hành làm nha. Cái này là cái bạc xét măng đây các bạn, nó quá nhiều nha, tại vì cái mức cho phép của nó thì chỉ có
một dăm rưỡi đến hai dăm rưỡi thôi nha, mà cái này chắc nó phải hở gấp 5 lần rồi. Cái mương bạc của nó đây, mương sức măng đây. Còn miệng của tay biên đó các bạn thì nó lột hết rồi nha, nó lột ra rồi. Lột rồi hết rồi. Cái này là miếng rinh nhìn luôn nha. Chắc cái này mình phải mài cốt xuống để lên lên cốt nha các bạn. Mài cái cốt máy xuống lên cốt. Mấy cái miếng nó cũng lột hết rồi này. Sướng hết rồi. Gọi là cháy miếng luôn á. Bây giờ mình sẽ rửa sạch sẽ và cho đi gia công nha các bạn. Cái máy mà làm đại tu đây các bạn, thì mình sẽ đóng nòng xi lanh nha, rồi mài mặt máy, mài cho nó phẳng nha. Cốt máy thì cũng mài lên cốt luôn. Mài cốt máy rồi mình sẽ thay bộ miếng nha. Bộ miếng cái này là 0.25 thì nó là cốt 1 nha các bạn. Mài cốt thay bộ miếng. Đóng lại nòng xi lanh. Còn bên phần nắp vi lát thì mình cũng mài cái nắp vi lát luôn nha. Mài mặt vi lát đó các bạn. Rồi mã xếp bắp nha. Mã xếp bắp rồi mình sẽ xay xếp bắp. Đây. Phần cơ khí gia công đã xong rồi. Bây giờ đến lúc mình sẽ rửa cho nó sạch sẽ rồi ráp thôi. Phần bít tông đã lắp xong rồi thì bây giờ đến phần lắp vi lát chứ các bạn. Mình sẽ lắp mặt máy lên nha. Quay mạnh lên, nhanh lên. Hành trình cái tầm nổ của nó đây các bạn. Bít tông thì nó sẽ nổ theo cặp nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lắp mặt máy lên. Đã lắp xong xuôi rồi các bạn. Thì bây giờ chuẩn bị lên máy nha. Máy của nó đây. Và cái sơ đồ dây cơ rô tổng của nó đây các bạn. Rồi, ok. Lắp xong xuôi hết rồi nha. Máy thì mình đã gác lên xong xuôi rồi. Và giờ đang cho nổ rô đa nha các bạn. Đang cho chạy rô đa nha. Máy của nó đây. Nó em ru nha. Bây giờ thì nó em thì thầm luôn các bạn. Mấy cái rắc điện này thay mới hết nha các bạn. Tại vì xài lâu ngày mấy cái rắc nhựa nó sẽ giòn nó bể nha. Nên bây giờ mình phải thay mới luôn, nhìn cho nó chắc chắn. Cái này mình để cho nó chạy roda để kiểm tra xem là có bị rò rỉ hay là nước nhớt ở chỗ nào không nha các bạn, để khắc phục nha. Toyota Camry ha các bạn. Chiếc này thì mình làm đại tu máy đây. Và đang chạy test kiểm tra cái xe nha. Bên phần máy móc giờ này êm ái rồi các bạn, ổn định rồi nha. Để mình ra phía trước nha các bạn. Ra phần hầm máy cho các bạn xem nhé.
mấy bữa mà nó kêu cạch cạch đó các bạn, thì nó bị cái máy này nó bị lột dơn nha. Bây giờ thì nó êm máy thì thầm rồi, lắp xong xuôi rồi. Chiếc này thì máy V6, động cơ 3.5 thôi các bạn. Giờ thì đã lắp xong xuôi hết rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị về giao xe cho anh khách nhé. Xe nổ rất là êm luôn nha các bạn. Êm như là xe máy điện vậy nha. Ngồi trong xe nè, cảm giác nó rất là êm nha. Tổng thể bên trong nội thất của nó đây các bạn. Nhìn còn rất là đẹp nha. Ngồi trên xe cảm giác sướng lắm các bạn. Và video đến đây kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.